Ồ, hello mọi người. Bữa là mình đang ăn cái chân gà này. Cay quá. Mọi người ơi, mình không thấy cay nha, chỉ hơi bắt sát tí thôi. Hơi cao. Một đỏ cái cay chả lưỡi luôn. Em thấy có cay mấy đâu. Mình ăn không rồi. Ăn nhanh thế. Em chưa xong, ăn nữa không? Đây. Không ăn nữa không? Không ăn nữa không? Thế thì cũng được. Lại nữa. Gọi anh Tuấn à? Ajinomoto. Alo. Lâu chăng? Đang xem phim rồi. Lô. Cô mẹ bảo nhì. Mẹ à? Mẹ ơi, con bảo. Mẹ ơi, cái này to. Cứ hỏi cái gì? Con hả? Này. Cái cạnh không được ra ba ngày là đi đâu về thế hả? Thank you Vinamilk. Mẹ ơi. Kệ người ta, rít thôi. Bắt người em chào anh Tuấn. Trời ơi, con gái con của mẹ Mai. Cái gì? Mẹ tao con gái hửa. Đâu? Kêu em hỏi đi. Bác sĩ tại mình cho ấy cho lượt à thằng mình ấy xong vừa bảo thì thay nhé vừa bảo học tài liệu thì nhé hai bằng tám thay như thế gì em đưa cho anh tờ xin để em đưa cho anh tờ xin vậy là tổng là 10 tổng là 10 đập cái chân gà này là năm nữa có anh Tuấn ơi em là chủ trưởng á chủ trưởng cần dạy thêm anh Tuấn ơi anh Tuấn là môi tình đầu vâng phải dạy thêm được không á ta đã từng tan vỡ có cô cô lan bảo có anh Tuấn ơi em có một điều bất ngờ dành cho anh đó chính là một bịch năm cái chân gà. Em sẽ tặng cho anh 5 cái chân gà. Cảm ơn đã cảm động đi. Nhưng mà vậy em ăn hết rồi. Có 10 cái mỹ chỉ với em ăn. Vậy là thằng Đạt học hôm nào cô Tô Lan chưa? Ăn 5 cái. Hiểu không? Đây cho anh bằng này nha. Cô đang có hỏi về điểm là bao nhiêu không? Lớp 50 đứa. Trời ơi. Không phải đâu mẹ, chúng nó chưa xin hết thôi. 50 đứa ấy. Bạn đã vào năm đâu? 50 đứa mà còn ít à? Ô mẹ buồn cười. Mẹ ơi, mai mãi sau ấy, những người như mẹ lại xin thêm mấy người nữa. Cứ vậy vậy nên cũng tăng tăng nhiều đấy mẹ. Chứ mẹ làm như là dừng lại là 50 ấy. Cái gì? Ai? Thật, mẹ cứ bảo là bắt phải xin hộ. Không phải, con được nhận đâu mà sao vậy. Mẹ nghe nói mẹ nhìn lại mặt mẹ đi. Phải chưa, Trang xin Tô Lan, cô Tô Lan có được đâu. Sao mẹ không xin hộ? Ờ, mẹ không xin hộ thôi. Không được à? Trang này. À, kiểu Trang á? Ờ. Đấy, nhắn tin. À, ừ đúng rồi. Ừ đúng rồi Tuấn ạ. Nhưng mà đấy là cô Tô Lan, mẹ cứ thì xin, mẹ cứ không được thì anh Tuấn nhắn tin. Cô nói vậy nói, mẹ có biết số biết cho chứ gì đâu. Ờ, à, mà hôm đấy là nó đến rồi đấy. Còn gì nữa? Ừ. Không phải đơn giản đâu. Gì? Mẹ hỏi chứ bây giờ mình lớn rồi. Cái việc đấy. Theo con thấy là nếu như là nó có máy học online học thấy đỗ hà anh Tuấn nhở? Là cái gì tầm này? Ờ sao? Ai bảo anh chứ là học theo khóa pen của thầy ấy. 32 4 x 9 bằng 36 4 x 10 bằng 40 Thôi được đâu 4 chia 4 bằng 1 8 chia 4 bằng 2 12 chia 4 bằng 4 đồng. Xin đi cho mẹ 18 chia 4 bằng cái việc nhỏ như thế không làm được sao. Trả nhát cho mẹ bảo. À mẹ bảo mình có một ở đây. Cô
nhưng mà chắc là ngày kia sẽ cô nó sẽ bảo là, bảo lặn con, dần à, bảo lặn con dần à. Ngày mai mẹ đưa con đi học thì... những lời nói vô tri của Quỳnh Anh. Ngày mai mẹ có mua cái chai nước cho con chứ ở nhà cô còn không có nước cơ, chỉ có một chai nước à cô. Sông sông phai là một tỉnh đầu. Bạn thân ơi, hai vui lên nào, hãy nhìn câu ca. Với ba bạn bè à. Nó bảo là đến nữa nó cho bố mẹ 20 triệu tháng ấy. Anh xem nào xem. Sao sao cái phương to kinh với Phương Anh? Lương 30 triệu. Không, em bảo sau này xong, xong em bảo là sao sao có vẻ có cho thêm không? Xong nó bảo là nếu mà bố mẹ muốn tăng lên thì cũng thì con giới hạn là 5 triệu nữa là tổng là 25 triệu. Đấy mẹ học mà học hỏi đi. Báo hiếu đi. Cái gì? Mẹ ơi, tao nói con kìa. Anh Chiến ơi, thấy đẹp không? Thấy đẹp không? Đẹp chỗ nào? Đẹp chỗ nào? Ý là chân gà đẹp. Chưa học, học lắm mồm. Chân gà đẹp á. Chưa học mà lắm mồm. Đang học. Ờ, nhà mình được xây theo kiểu kiến trúc cổ kiến trúc nhờ kiến trúc hiện đại mọi người ạ. Quay em đâu? Chưa quay em đâu? Thì em có quay chị đâu? Bận. Mẹ nghe nó thử mình thử ngồi gối lên coi xem nào. Ê. Cô kia đâu? Không có à? Sao con to vậy? Không. Ăn bọng nước lắm. Mày to, cô hầu á? Ừ. To quá. Sau cái hôm đấy con đi khám xong xong bác bảo là tại sao lại đi khám đến khám cổ cái bác siêu âm ấy mà sao lại đi khám cổ xong là con bảo là nãy cháu ở trường như này xong xong bác cười bác bảo là không nó tùy từng người đấy không có gì đâu. Ăn ớt sau này gặp nhau tiếp này mọi người hay là cả hôm trước hay là sao vậy? Lần trước. Tự bao giờ mẹ? Hôm mới sao? Hôm trước đã gặp nhau rồi nay gặp tiếp à? Người ta nó cứu em không kịp deadline rồi. Ủa? Không kịp deadline rồi. Tại gì? À. Ừ. Chết rồi. Tại mày với tại ai? 4 năm 2. 4 x 3 bằng 12. 4 x 3 bằng 12. Không kịp mà. Kì em sắp đi quân sự rồi, ở nhà có quay gì đâu. Ở nhà nhưng mà ở nhà có gì đi đâu. Từ xem nó nói gì. Cái con gành này. Chạy cái thấy người ta nói gì. 4 chia 9 3 6 4 10 40. 4 chia 4 bằng 1, 8 chia 4 bằng 2. 4 chia 4 bằng 1, 8 chia 4 bằng 2, 12 chia 4 bằng 3. 12 chia 4 bằng 3, 16 chia 4 bằng 4. 16 chia 4. Ui má ơi giật cả mình. 4 20 bye bye. 4. Bye bye. 20 chia 4. Con chuẩn bị ngủ đi ngủ đấy mẹ Nguyên ạ. À. Con cứ tự theo thì. Chia 5 bằng 6. Cái gì? Cái gì? Bao nhiêu? Không, nó hỏi sao tao sao không đi sợ sợ cho chuyến bay. Là sao? Không hiểu. Đây nha, con đọc lại nha. 4 chia 4 bằng 1, 8 chia 4 bằng 2, 12 chia 4 bằng 3. Ừ. Đúng không? Tiếp. 16. Ơ, 12 đến 15 chứ. Cộng thêm 3 thôi mà. 12, 15. 8 nhân 4. À 4 à? Quê mà thôi. Không muốn nói cho người 2 triệu kia là có người mua 3 triệu ý. Có người mua 3 triệu chưa? 4 chia 4 bằng 1, 8 chia 4 bằng 2, 12 chia 4 bằng 3, 16 chia 4 bằng 4. Học. 16 chia 4 bằng 4, 20 chia 4 bằng 5. Vậy ly hôn thật à? 24 chia 5 bằng 6. Vừa lúc nãy con bảo 24 chia 5 bằng 6. Ly hôn thật à mẹ? Hả? Tôi vừa bảo xong mà. 24 á? Hay là 24 trên 5 bằng 6? Đã có rồi á. Nhiều. 4 x 6 bằng 24 đi thầy.
Kinh tâm. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Con bảo là 4.